Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay thì sẽ là một cái video rất rất đặc biệt, bởi vì mình đã chủ đích làm nó cho ngày 20 tháng 10 sắp đến. Và mọi người nhìn thấy ở đây có rất là nhiều áo quần hoa lá cành. Nếu mà bạn nào đã theo dõi mình từ lâu rồi thì mọi người biết là cái style của mình thường sử dụng màu đơn sắc. Thế nhưng mà những cái đồ hoa lá cành ngày hôm nay ở đây là mình đã đặc biệt chọn ra từ tủ quần áo của mẹ mình, những cái món đồ mà đặc trưng nhất của các mẹ. Màu hồng, màu đỏ, màu hoa. Đấy, thì ngày hôm nay mình muốn thử mix and match lại những cái món đồ ở trong tủ đồ của mẹ mình như thế nào để có thể tạo thành cái phong cách, cái style của mình mà vẫn phù hợp với tuổi trẻ của bọn mình. Bởi vì mình biết là trong bất kỳ gia đình nào thì cũng có những cái khoảng cách thế hệ nhất định. Và mình muốn thử là mình đặt mình vào trong những bộ quần áo của mẹ mình, thử đặt mình vào trong suy nghĩ của mẹ mình để xem là mình có hiểu được cái giới trẻ hay không, và giới trẻ sẽ kiểu như thế nào. Đấy là ý tưởng của mình trong video ngày hôm nay. Và phần cuối video mình cũng sẽ có một cái giveaway nhỏ nhỏ dành cho những bạn nữ nhân ngày 20 tháng 10. Thế cho nên là mọi người hãy theo dõi hết video để có thể là biết được thể lệ tham dự giveaway nhá. Còn bây giờ thì cùng mình đi vào thử sức stylist với những cái món đồ hoa lá cành như thế này. Phi cái ghế này ra để lấy không gian cho chúng mình. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi từ ngoài này vào trong, và mọi người nhìn thấy cái áo này. Đây là một cái áo mình nghĩ là khá là nhiều mẹ thích, bởi vì là nó kiểu voan voan nhẹ nhẹ, nó không nhăn, xong rồi là có cái phần ở đây nó sẽ che được cái bụng béo khi mà đến tuổi trung niên ấy. Mình sẽ thử bỏ cái áo phông này của mình ra và mặc cái áo này vào xem thế nào. Trước mặt mình đang không có gương nên là mình cũng không biết bộ dạng của mình trông như thế nào. Trông có ok không mọi người? Cái áo này kết hợp với cái quần jean của mình. Để mình đi ra soi gương đã nhé. Bây giờ mình sẽ thử mix cùng cái chân váy này của mình vào xem thế nào. Nó có cái độ dài nó cũng tương đối với cái áo đấy. Các mẹ thường hay kiểu mặc dài 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 này để che được cả mông cả eo ấy. Nói thật là sau khi mà mình mặc cái váy này vào xong thì mình cũng chưa biết bộ dạng của mình như thế nào, bởi vì trước mặt chỉ có camera, camera của mình còn không có gương lật và không có gương, không có gì cả. Bây giờ thì các bạn cho mình 1 giây để mình đi ra mình hoàn thiện nốt cái set đồ này nhá. Thật ra thì từ lúc mà mình bới được cái áo này ở trong tủ của mẹ mình ý, thì mình đã nghĩ là có thể là nó hợp với cái áo blazer này của mình, bởi vì nó có cùng cái tông màu nâu này này. Cái áo blazer này thì chắc là mọi người quen lắm rồi đúng không, bởi vì mình cho nó xuất hiện trong rất nhiều video rồi. Nó là một cái áo rất là dễ mặc đó. Thì mình đã kết hợp với cả một cái chân váy ngắn để cho cái áo thùng thình này nó trở nên gọn gàng hơn, và khoác ở ngoài là một cái áo blazer nó có form cứng để nhìn cho tổng thể nó không bị eo uột quá. Và mình nghĩ là mình sẽ mix cùng cái đôi bút cổ cao như thế này, bởi vì là cái váy thì nó cũng đã ngắn rồi thì mình sẽ làm cho nó có cái style Gucci Gucci hơn đó. Bây giờ thì chỉ mix thử thôi nên là mình không đi tất chân nhé, mọi người thông cảm nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta đã hoàn thiện set đồ này. Mọi người thấy thế nào? Với khả năng stylist của mình trong suốt 3 năm làm thời trang. Bây giờ mọi người nhớ kỹ set đồ này nhá. Tí nữa mọi người sẽ cho mình đánh giá giữa những cái đồ này nữa. Hãy quay một vòng. Mình nghĩ là bây giờ chỉ cần thêm một cái vòng cổ nữa vào đây, rồi khuyên tai nữa là trông có Gucci không hả mọi người? Hoặc là tất lưới nữa là trông Gucci ngay đúng không? Đi gần lại. Áo này ở bên trong nó còn đính kim cương nhá, đã nhá. Nhưng mà tôi che đi. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ đến với một thử thách khó hơn. Đấy là một màu rất hồng. Hồng chói lọ luôn, để gần lại mọi người xem. Đấy. Rất hồng pha màu vàng, màu tím. Thật ra ở trong tủ quần áo của mẹ mình ấy, nó có những cái đồ bình thường hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà mình không chọn bởi vì mình muốn là thử sức với những thứ nó khó như thế này. Còn những cái kiểu áo phông hay là quần jean của mẹ thì nó cũng bình thường đúng không? Bây giờ chúng ta đấy, cái áo như thế này thì thật ra thì mình cũng phải nói thật là mình không nghĩ ra cách mix nào khác ngoài cách kết hợp với cả chân váy và áo blazer, áo khoác ngoài. Thế nhưng mà khác với cả cái áo này thì nó có những cái màu nó trung tính hơn ấy, thì mình có thể khoác những cái áo màu be hay là màu đen của mình. Còn cái này thì nó khá là khó. Thế nhưng mà mình đã nghĩ ra một cách, đó là đây, chiếc áo blazer da của mình.
mình sẽ thử mix nó như thế này. Bởi vì cái chất liệu da nó mang lại cái cảm giác kiểu luxury, nó trẻ trung hơn ấy. Khi mà mình kết hợp với những cái màu kiểu rất nổi, cam vàng, hồng tím như thế này, thì nó sẽ tạo ra một cái sự trung hòa. À đây, mọi người nhìn thấy nó có khó không? Trông nó màu sắc. Ở đây nó còn có một cái dây nữa nhá. Đâu nhỉ? Đây. Mình cũng không biết cái dây này để làm gì, buộc ở đâu. Mà thôi, mình sẽ buộc theo kiểu của mình. Mình buộc qua đây coi. Mình phải nói thật là mặc mấy cái chất liệu van van này nó nóng, nó toàn là ni lông thôi. Trông xịn hơn không? Cameraman cho ý kiến á. Cameraman cười là như nào? Ôi giời, mình phải vén này lên đã. À, nên làm thế nào rồi? Mình không có gương, mình không biết. Mình chỉ thấy người đằng sau camera kiểu ngồi cười cho mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ mình phải thay cái váy này đã thành một cái khác thì được, mới hoàn thiện set đồ. Đợi mình một tí. Nãy giờ đùa thôi chứ mic lên trợn ra gì phết đúng không? Mình vừa soi gương tử tế rồi đấy. Lúc đầu thì mình không có cái thắt lưng ở đây, nhưng mà tại vì cái cạp váy này nó là cạp hơi chun ấy, thì cho nên là mình đã có một cái thắt lưng vào đây để có thể che đi những cái khuyết điểm của cái cạp váy, nhìn cho nó lịch sự hơn. Và cái tông màu của cái thắt lưng này nó có màu nâu nâu, ở đây có hơi chút màu nâu với cả màu vàng thì nó cũng khá là hợp. Sau đó thì mình kết hợp với cả một set đồ màu đen. Trong cái set đồ này thì cái áo blazer nó là da thì nhìn nó sẽ trông kiểu ngầu hơn ấy. Còn cái chân váy thì mình kết hợp với chất liệu lưới. Thì ở trong một cái video mình nói về cách kết hợp đồ màu đen thì mình cũng đã nói về cái cách mix này rồi. Đó là mọi người mix với những cái chất liệu khác nhau, nó có cái độ lì, độ bóng khác nhau, thì nhìn set đồ nó đỡ bị nhàm chán và trông nó kiểu high fashion hơn nhiều. Đấy. Từ một cái áo của mẹ bây giờ mình trông nó Gucci, Chanel các thứ rồi đấy. Người có thể cài áo vào cũng xinh. À, mọi người nhìn kỹ set đồ này để chấm điểm so với set 1 nhá. Đi lại gần này. Này cho mọi người xem áo này. Đấy, diễn high fashion này. Chấm điểm nhá. Thang điểm từ 1 đến 10 xem là bộ này mấy điểm, bộ trước mấy điểm. Xong ok, chúng ta sẽ chuyển sang set đồ thứ 3. Set đồ thứ 3 là một chiếc chân váy. Và lịch sử của cái chân váy này là em gái của mẹ mình, nghĩa là gì mình đã mua cho mẹ mình. Đây cho mọi người nhìn, nó là cái váy size L. Đâu rồi, cái size đâu rồi? Đây. Đấy, cái tag size L nhá. Mình thì không thể nào mặc vừa L rồi, mình chỉ mặc S thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ quay trở lại trong một giây nữa. Mình phải nói là có một sự may mắn rất là lớn khi mà cái vòng eo của cái váy này nó lại vừa luôn với cái vòng người của mình, mới sợ chứ. Nó vẫn còn hơi rộng một tí. Thế nhưng mà mình sẽ cố gắng béo lên một chút nếu như mà mình muốn mặc. Đó, cho mọi người nhìn với cái họa tiết kiểu xanh xanh ở trên cái hình con bướm này, thì mình đã kết hợp với cái quần jean lúc nãy. Mọi người đã nhìn thấy mình mặc lúc đầu video với cả cái áo phông rồi á. Thì mình thấy là cái màu xanh và màu trắng ở trên cái quần này nó khá hợp với cái áo váy này. Và cái thắt lưng ban đầu mình thắt ở eo của cái quần thì bây giờ mình đã bỏ lên đây để cho cái váy nó không bị xòe ra nữa. Và mình kết hợp với cả một đôi boot cái màu đen này thì nó cũng có ở trên chi tiết áo ấy, nên là nhìn nó không bị lạc quẻ. Nhìn cũng khá là casual đúng không? Thì mình có thể là mặc cái này đi chơi, đi cà phê với bạn được đấy. Size màu vòng này. À, mọi người thấy nó vừa in luôn không? Cái vòng eo của cái váy này nó vừa in với người mình luôn. Như kiểu cái váy này sinh ra để làm áo cho mình vậy. Bây giờ thì mọi người lại bắt đầu chấm điểm từ 1 đến 10 để xem nó được mấy điểm nhá. Trông cái này có vẻ là dễ mặc ra đường đi chơi hơn là hai cái set kia đúng không? Nhưng hình như set 1 thì cũng dễ mặc, set 2 thì hơi ngầu, hơi fashion quá, mặc ra đường sợ bị nhìn. Nhưng mà set này thì trông cũng dễ thương đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta đã hết áo rồi, chúng ta sẽ đi đến một chiếc quần. Chiếc quần này thì màu xanh than và sọc sọc.
thật ra thì trông nó cũng bình thường. Mẹ mình thì chỉ có áo là hay hoa hòe hoa sói thôi, còn quần thì hầu hết là mẹ mình mặc quần jean hoặc là quần vải. Thì đây là cái quần duy nhất mà mình kiếm được của mẹ mình mà trông nó hơi già hơn một tí. Chứ còn những cái mà kiểu quần Âu xong rồi nó có cái màu nâu nâu be be thì trông nó vẫn còn trẻ chán. Thì bây giờ chúng ta cùng đi thử qua cái quần này xem là mình sẽ mix như thế nào nhá. Đây là mình trong chiếc quần của mẹ mình. Mình nhìn thấy nó có những cái sọc màu trắng như thế này này, nên là mình đã nghĩ ngay là cách kết hợp với một cái áo trắng đơn giản để nhìn trông set đồ nó không bị quá là loè loẹt, nó chọi nhau ấy. Thì cái quần kiểu như thế này mình có thể kết hợp với áo màu đen hoặc là màu trắng. Thế nhưng mà mình nghĩ là áo màu trắng thì nhìn tổng thể set đồ nó sẽ tươi sáng hơn. Và mình chọn cái áo nó có cái chi tiết nó bệt ra như thế này thì nhìn nó sẽ trẻ hơn, đúng với cái lứa tuổi 20 mấy của mình hơn là lứa tuổi U50 của mẹ mình. Thì mọi người thông cảm là bởi vì size quần của mẹ mình nó hơi rộng nên là đằng sau nó hơi rú, nhưng mà thôi mình bỏ qua chi tiết đấy. Thì mọi người có thể chấm điểm cho set đồ này là mấy điểm? Nhìn trông khá là trẻ trung đúng không? Set đồ này cũng có thể là đi ra đường được luôn, nếu như mà cái eo quần nó vừa với mình thì mình có thể mang nó đi chơi luôn được. Mọi người có thể set đồ với một cái áo bệt vai như này thì mình có thể là có một cái vòng cổ choker hoặc là một cái vòng nó hơi ngắn ngắn đến cái đoạn này thôi thì nhìn cái cổ trông nó sẽ thanh thoát hơn. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ đi đến sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đây là một cái váy mùa đông của mẹ mình. Thật ra thì mẹ mình thì không có mặc nhiều váy lắm, hầu hết là áo rồi mix với quần thôi. Mọi người có thể nhìn thấy số lượng áo ở đây nó đã chiếm phần đông, thì bởi vì là lúc mà mẹ mình đẻ mình ấy thì cái chân nó bắt đầu bị thay đổi nội tiết tố và nó bị viêm nang chân. Thế là cái phần chân này của mẹ mình nó bị nó cứ lên những cái vẩy ấy, mặc dù đã rất là nhiều năm rồi, 26 năm rồi đi chữa mà nó cũng không hết được. Thế cho nên là mùa hè thì mẹ mình không có mặc váy, chỉ có váy mùa đông như thế này. Thì mẹ mình sẽ mặc thêm cái quần tất vào trong ấy, thì lúc đấy mới đủ tự tin để mặc váy. Mặc dù là dáng mẹ mình rất là đẹp nhưng mà bởi vì cái khuyết điểm như thế thì cũng rất là ngại, rất là tự ti khi mà để nó hở ra. Thì đây cũng là một cái mà mình cảm thấy là lúc mà có con cái thì rất là nhiều thứ trong cuộc đời nó sẽ thay đổi. Mình không nghĩ bây giờ nếu mà chân mình mà bị kiểu nốt như thế thì mình sẽ cảm giác như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là một cái cảm giác rất là buồn. Thế nhưng mà vì con cái thì lúc nào bố mẹ cũng sẽ hy sinh rất là nhiều ấy. Thì cái váy này thật ra là trông nó cũng xinh xắn đúng không? Thế nhưng mà cái phần khuy này mình thấy nó không được đẹp lắm, nên là mình sẽ thay cho mẹ mình một cái khuy vào đây và mình sẽ mặc thử lên cho mọi người xem. Mặc dù thì mình cũng đã làm thời trang, thế nhưng mà mọi người thấy đấy, gu của mẹ mình và gu của mình hoàn toàn khác nhau. Hầu hết những cái sản phẩm của Cafe Studio thì mẹ mình toàn bảo là thôi chẳng mặc đâu, trông nó chẳng hợp gì cả. Thế nên là đây là những cái sản phẩm mà mẹ mình mặc. Thôi được rồi, tự nhiên chúng ta đi hơi xa rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại cái váy này trong một cái diện mạo với những cái cúc mới để xem trông nó sẽ như thế nào nhá. Mình đã thay cái cúc kim loại vào đây thì nhìn trông cái đồ nó sang hơn, nó bóng bẩy hơn. Cái cúc kim loại thì bao giờ trông nó cũng đắt tiền hơn á. Thì mình có một cái mũ bucket hat bằng chất liệu len ở đây. Mình mua từ năm ngoái nhưng mà mình vẫn chưa đội đi ra đường. Bây giờ mình sẽ đội luôn. Đây, mọi người thấy set đồ này xinh không? Kiểu quý cô nước Pháp ấy nhỉ. Đó, thì đây là cái váy của mẹ mình sau khi đã được thay cúc và mix theo kiểu style, theo đi boot và đội mũ của mình. Bây giờ chúng ta có 5 set đồ thì mọi người giúp mình chấm điểm ở bên dưới nhé. Và bây giờ thì sẽ đến cái thể lệ giveaway ngày hôm nay. Trước tiên thì mình nói về cái món quà giveaway muốn tặng mọi người. Thì ở đây mình có chiếc áo phông của Cafe Studio với dòng chữ là Behind every successful woman is herself. Slogan này của Cafe với ý nghĩa là thành công của mỗi cô gái đều đến từ chính bản thân cô ấy, bởi vì cái sự độc lập, tự tin và thành công của mỗi người đều đến từ trong chính bản thân mình. Thế nên là mọi người hãy cố gắng lên, và mọi người thích cái gì thì mọi người hãy làm bằng tất cả những cái đam mê, tất cả những cái nỗ lực của mọi người nhé. Qua cái video ngày hôm nay thì mình muốn gửi tặng đến 5 bạn follow ở trên YouTube của mình chiếc áo phông. Thì mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có màu đen và màu trắng như lúc đầu mình mặc ở đầu video nữa. Thì áo có 2 size S và size M, khoảng 50 cân thì mọi người mặc size S vẫn thoải mái. Còn nếu mà bạn nào nặng hơn hoặc là muốn mặc rộng rãi hơn thì có thể mặc lên size M. Thì mình sẽ dành phần quà cho 5 bạn follow ở trên kênh YouTube của mình và mọi người tham dự giveaway với thể lệ như thế này.
ở dưới phần comment ấy, mọi người giúp mình để lại những cái tâm tư, những cái tình cảm của mọi người muốn dành cho người thân của mình, có thể là mẹ, có thể là chị hay là bạn thân. Tất cả những gì mà mọi người cảm thấy là bình thường mọi người thấy khó nói, mọi người khó diễn tả, khó bày tỏ thì mọi người hãy viết ở phía dưới coi như là một lời chúc, một lời bày tỏ cho những người thân của mình. Kèm theo đấy thì mọi người giúp mình chọn cái phần quà mà mọi người muốn, ví dụ như là áo màu đen size S hay là áo màu trắng size M vân vân. Và mọi người để lại cái email của mọi người cho mình nhé. Nếu bạn trúng giveaway thì mình sẽ liên hệ với bạn qua email. Thời gian tham dự giveaway sẽ là từ hôm nay, từ ngày mình đăng video cho đến ngày 17 tháng 10. Và mình sẽ chốt giveaway vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 10 để có thể gửi tặng món quà đến mọi người trước ngày 20 tháng 10 ý. Thì đấy là tất cả những cái tâm tư, những cái tình cảm của mình muốn chia sẻ với mọi người qua video này. Chúc mọi người có một ngày 20 tháng 10 sẽ thật là vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè. Và mọi người nhớ tham dự giveaway của mình cho vui nhá. Cũng như là chấm điểm cho 5 cái set đồ với quần áo của mẹ này của mình nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Và một lần nữa chúc mọi người 20 tháng 10 vui vẻ. Tạm biệt.